chào các bạn ha. Hiện tại thì các bạn đang thấy bà ngoại mình đang chuẩn bị làm một cái nón mới nha. Đây, cái này là kêu công đoạn gì bà ngoại? Cái này là mình kêu công đoạn gì? Kêu cái gì hả? À, kêu để cái này để vô là để cái gì? Cái môi. À, môi cái môi. Rồi mình để cái dành này vô là mình kêu sao? Cái xương. À, cái xương. Nó. Cái xương nó. À, tức là mấy cái dành này để vô xương nó. Ừ. Rồi. Để vô xương nó. Rồi, rồi, rồi. Là cái dành mà muốn nói cái dành. À. Cái xương nó. Còn cái này là kẹp cái mô, mô nó. Giống quá. Y thế à? Giống quá. Giống super quá ha. Hỏi thăm rồi mà bằng gì đủ sống không? Ừ, đúng gì không? Đó là hỏi lại với ai? Cái gì đó? Đến tập có thằng cho ông bà đi đá gà ngoài rồi bà không thử ăn. Nói bà ngoại ơi, bà ngoại, giờ bà ngoại ở với ai vậy? Bà ở với mình, ở với ai? Bà ngoại ở với ai? Bà ngoại ở với ai? Ở gần Úc. Úc hả? Đá gà hoài đó. Đi đá gà hoài mình đó. Dân Úc mà ở nhà ai đi đâu, đi bằng gì, đi bằng theo, bằng mướn. Cái này là ngoại tự làm luôn hả? Cái dành tròn này tự làm luôn hả? Dạ, dạ có vợ không? Ờ, bà ở Dân Úc mà có vợ không? Không nghe. Ngoại? Hả? Ở Dân Úc mà Úc có vợ không? Hả, đẹp cơ hết mà. Ở bà không đủ tiền cho bà làm nón. Bà ngoại không đủ tiền cho bà ngoại chầm nón như thế đường sao chầm? Ơi, bà cũng chầm được. Chầm tôi chầm thêm thêm, tôi xài. Chầm thêm xài. Ok, thêm tôi xài đó. Ôi, buồn quá. Bà thấy đường không? Thật. Không thấy rồi, chẳng gần rồi, đại nữa nha. Không thấy gì tôi mặc được thôi à. Rồi thằng Trang Út đâu không lo tiền cho bà không, bà không có tiền. Trang Út phải vợ có con nó ăn, nó xài chứ. Thôi chừng nào mày hết nổi là mình hả nó thu mình cũng được à. Đấy, cho nó chạy. Thì kêu cho Út phải cho tiền, lâu lâu cho tiền qua xài bỏ túi rồi mua bánh bằng. Tập phải lặn trong trời nha. Rồi, rồi xong rồi không? Rồi, rồi đi. Đi chưa? Đã quay lại đứt khí vậy đó. Cô xuống gà 3kg 2 dễ tôi làm. Thằng làm dài miếng chạy. Ở đó trận hình đã là kiếp đi ăn 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 cà dài cà vàng rồi nó vô lặp lần nào quán nha mấy em cho tao rồi là không lặp nữa nghỉ ăn với mấy tròn cho cây vàng là nghỉ hả hả cho ngoại cây vàng là nghỉ ha không làm nữa không không mặn nữa hơi khó quá mặn nói mỗi như này cũng sướng lắm trời chết rồi làm vậy còn hồi làm gì nữa ta để vậy rồi ta đã làm hồi nãy rồi ta để gì luôn à làm nguyên cái nón này là một mình ngoại làm không hả làm từ cái lúc mà nó chưa thành cái nón mà tới thành nón vậy luôn hả xây đâu đó không xây cả tiếng đồng hồ không đội đó à cái gì thật ra rồi kết lá rồi xây rồi chèn lâu lắm. Rồi ngoại thấy đường số kim không? Thấy chứ. Ủa hay vậy? 90 mà còn thấy đường số kim nữa hả? Ta sợ đèn đó. Đèn đèn ra khỏi đèn điện. Ông mà thở này rồi đâm đuôi hết rồi mà tao ta sợ được nó cũng phước lắm mà. 90 mà còn số kim được là cũng dữ lắm rồi đó ngoại ơi. Út mày đi bán mày xả kìa. Ê, anh nói ta chậm cả hỏi bà nhà ở đâu rồi. Này ngoại bán nhiêu? Nhiêu một cái? Hả? Bán bao nhiêu một cái? 40-50 chị. Ngon cái gì vậy? 40 hả? 40 ngàn một cái hả? 40. Ngày làm chừng 2 cái là được rồi. Hả? Ngày mà rồi à? Ngày gọi mấy cái? Hả? Ngày gọi mấy cái? Ngày 1 cái à? Nó 40 ngàn rồi con ơi. Rồi xong chưa? Ngoài làm xong chưa? Còn gì nữa không? Chỉ 100 ngàn. À hết chị.
Đó, anh ta bị gói thì nè. Đây, này. Gói nè. Trời ơi, tắm người cũng như không vậy trời. Mồ hôi không. Phẩm rồi. Bây giờ mình cũng dừng cái nội dung video ở đây. Nếu các bạn thấy thích cho mình một like, đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.